trận bán kết đầu tiên lứa tuổi 18-30 siêu kinh điển giữa Long Tô Quảng Ninh gặp Triệu và Nghĩa, câu hỏi bạn GBC Hà Nội, Y Bà Cờ Hà Nội. Trận đấu siêu kinh điển để đi vào trận chung kết này, bán kết này thì hai đôi đã vượt qua rất nhiều các đôi có số má của miền Bắc để vào đây. Trận bán kết này là bán kết cực hay. Trận bán kết sau lại là Hưng Đức gặp một đôi Bắc Linh nữa. Như đôi Bắc Linh đấy có vẻ là dưới cơ Hưng Đức. Trận này mới là trận bán kết hay thôi. 1-0 nghiêng về Long Tô. Hay chưa, 2-0 nghiêng về Long Tô. Thank you.
Phần 6. Tỷ số đang là 11-10. Bán kết đánh 3-21 à? Thank you.
quen rồi. Đây là đây mắt thấy nó phải phải chưa đến phải. Thank you.
20 đều không sao. Tôi để ngang có 21-20 chứ. Ngang cơ mà, con nói trận qua hay luôn 21-20. Tỷ số bây giờ là 28-22 rồi. Long Tô bị một chuỗi dài.
gián đoạn hình như vận động viên Nghĩa bị sụt rút. Nhưng với điểm số 28-22 cao này thì có lẽ đội chủ Nghĩa sẽ không thể bỏ cuộc được. Cứ thua thì kết quả thua. Nhưng mà bây giờ bây giờ nó mà cố nó thắng thì trận chung kết thì vô vị. Cả đôi Long Cô này vào thắng chung kết, hôm nay là trận chung kết 2. Còn đây là chú đánh nốt trận này thì sau đánh gì? Đánh xong nữa. Anh vào sao anh vào? Anh vào là được. Đúng luật kia thôi. Đánh cao sâu lên mấy ông chuột rút đi à, để Triệu nó bắt cài vào. Đấy. Ừ. Nếu như bài thì rút thật một bài thì thế là nó chưa đến mức độ quá đã dừng lại rồi. Chút này. Trận đấu kết thúc rồi, mất rồi, Long Tô đã bị thua rồi bạn ơi. Với tỷ số 31-22 rồi.